Ok, video này mình sẽ thử so sánh khối Rubik rẻ nhất và mắc nhất nha. Đầu tiên là khối Rubik ngoài chợ. Thì hồi bữa mình đi chợ cái mình thấy có cái tiệm đồ chơi này nên mình vào mình xem thử. Thì lúc vào có một bạn nhân viên chó dẫn mình đi xem đồ chơi nha. Sau khi được bạn chó dẫn đi xem các loại đồ chơi thì mình đã mua được một khối Rubik có giá chỉ 20.000 đồng. Cái này là đúng nghĩa Rubik mua ngoài chợ luôn rồi đó. Tiếp theo là khối Rubik có giá tận 550.000. Thì cục Rubik này là do một bạn fan nước ngoài đã gửi cho mình nha. Thật sự mình rất là cảm ơn luôn đó. Ok, không làm vòng nữa thì mình sẽ bắt đầu mở hộp luôn nha. Ok, cái đầu tiên mình sẽ thử chơi khối Rubik mua ngoài chợ trước nè. Thì cái hộp của này đơn giản là một cái bìa giấy thôi. Tại vì nó có 20.000 nên mình cũng không đòi hỏi nhiều nha. Thì nói chung là nhìn cũng được đó, không biết chơi làm sao à. Rồi quá trời, nó cứng như cục đá vậy. Kìa coi kìa, nó cứng hơn xi măng nữa các bạn ơi. Rồi tiền nào của nấy thôi. Kìa, xây không được luôn. Rất là cứng luôn. Đây để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Quá trời, nó cứng rồi. Rồi sao chơi? Thôi nói chung là do cái giá chỉ có 20k nên mình hết cứu nha các bạn. Dục, không có chơi gì nữa chứ. Rubik mà nó cứng như cục sắt vậy. Ok, tiếp theo là có Rubik có giá 550.000. Thì mình tìm hiểu là có Rubik này là gen 356 y carry gì đó mình không biết nữa nha các bạn. Đây để mình cho các bạn coi cái hộp nè. Nè, gen Kube vậy nè. Cái hộp nhìn khá là bự, chắc trong đây nhiều đồ lắm nha các bạn. Ok, đây là cái hộp nè, thôi nói chung mở ra đi, quá trời hết chịu nổi rồi. Đây, mà còn nhận cái này nó bảo vệ nghiêm ngặt kìa, nó không tới cái hộp trong đây nó còn gói gì cái này nữa. Cái này là khỏi lo bị hư hại gì luôn đó. Ok, đầu tiên bên trong chúng ta sẽ có một cái sticker dán vào Rubik. Thì cái này là để mình dán vào cái cục Rubik khác chứ không phải là dán vào cục này nha. Hồi mình dán là các bạn biết à. Ok, còn đây là tổng quan cái hộp nè. Trời trời nó đẹp kìa. Cái này là cái hộp nhìn tưởng mua điện thoại luôn nha các bạn. Kiểu mà giống như mấy cái hộp mà mua iPhone rồi điện thoại Samsung rồi nó có cái hộp như đây nè. Đây đây mình bóc siêu ra nha. Quả thì cái tiếng nghe nó sen chẩm. Đây mở ra như mở điện thoại luôn. Thì bên trong nó có một cái miếng danh thiếp thương hiệu của Rubik Gang nè. Nó dùng cái miếng này cho đẹp phải không có gì hết trơn nha. Đây còn đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Quả trời nó bảo mật như mua kim cương nha các bạn ơi. Ok giờ mình sẽ bóc siêu ra nha. Bóc cái này ra là hết đổi trả hàng luôn đó. Ok nói chung là đẹp rồi đó mà không biết xây như thế nào thì mình chưa biết nha. Ok giờ để xây thử nè. Quá trời các bạn ơi, phải gọi là nó rất là mượt luôn đó. Là bạn chỉ cần dùng một lực rất là nhẹ là cục Rubik nó tự động xây luôn rồi. Nhưng mà khoan hình như nãy mình thấy có cái hộp gì nữa các bạn ơi. Đấy để hộp đâu trời. À đây đây, cái hộp trắng nè. Để mở thử coi cho mày nó có cái gì ha. Chắc ba cái tờ hướng dẫn nào chứ gì. Ủa mấy cái viên này là cái gì trời. À rồi em cái túi xanh xanh đựng Rubik nè. Rồi đúng như mình nghĩ đây, hôm nay sẽ có một cái bảng hướng dẫn giải Rubik nha các bạn. Có đủ hết kính thưa các loại các công thức giải Rubik luôn đó. Công thức FL nè là cái công thức mà giải cái tầng 2 của Rubik ra nhân 3 đó. Tiếp theo dưới là chúng ta có công thức OLL nè. Trời trời tới 50+ công thức. VLL tiếp 21 công thức. Quá trời nhiều rồi. Thì cái này dành cho các bạn nào mà muốn giải nâng cao thì mới học thôi. Còn nếu mà các bạn học Rubik là chỉ để giải cho nó đúng màu mà không giải để nhanh thì tầm 10 công thức à. Còn như mình là nhớ hồi xưa mình học hết nguyên cái bảng này luôn đó. Ok, tiếp theo mình sẽ mở cái túi cho mình coi nha. Thì nó có màu xanh với có cái logo Rubik Gang nè. Hết đấy. Thì nói chung là nhìn cũng đẹp. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có mấy cái bọc lò xo gì nữa nè. Trời nó cho một lần hai bọc luôn không biết để làm gì nữa. Rồi tiếp theo là cái mấy cái bọc gì nó có cái nút gì nữa nè. Rồi cho mấy cái này làm cái gì mình không hiểu luôn á. Ok, sau khi một hồi mình tìm hiểu thì cuối cùng mình nó biết làm gì rồi. Thì đầu tiên là gỡ cái nắp của cái tâm ra nè. Xây để lấy cái nắp màu trắng ra. Rồi lấy cái lò xo ra luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái lò xo trong cái bọc hồi nãy ra nha. Lấy thêm mấy cái nút màu xanh nãy luôn nè. Rồi gắn vô cái lò xo mới. Thì mục đích chủ yếu là cho nó xây mượt hơn hay là nhanh hơn gì đó thì cũng không biết nữa mà tóm lại nó ngon hơn đó. Rồi đóng cái nắp rồi bắt đầu chơi thôi. Ê khoan các bạn ơi, còn cái bọc sticker đầu video mình có nói thế nè. Rồi nhìn thì đẹp quá mà biết dán vô đâu trời. Rồi đây mình coi lấy đại một cục này đi đâu đây cục đây cục này nè. Cục này mình ít chơi nè, có dán xấu không sao nha. Ok, nói chung là nhìn nó kỳ sao các bạn ơi. Nó đẹp thì cũng không hẳn là đẹp mà xấu thì cũng không xấu mà nói chung là 5 điểm đó. Ủa tự nhiên cái này nó có cái mặt cười nữa nè các bạn ơi. Ok, nói tới cái mặt cười mới nhớ các bạn nào mà coi tới đây thì nhấn cái nút đăng ký ngay đi nha. Cho mình sớm cái nút bạc rồi với người ta. Mà bấm đăng ký rồi không lẽ không bấm like. Rồi bấm like chia sẻ luôn thì càng tốt mà chắc không ai chia sẻ đâu. Ừ giờ nhớ comment luôn nha. Ok, giờ mới đến là nội dung chính của chúng ta là cái cục Rubik Gang nè. Thì hồi nãy giờ chỉ là món phụ thôi, bây giờ mới vô món chính nè. Ok thì nói chung là nó xây cũng mượt đó nhưng mà cái vấn đề của cái cục Rubik này á nó có một cái rất là hay. Cái thứ mà khiến cho cục Rubik này được nâng giá lên tới tận 600.000 á là nó nằm ở cái chỗ này nè. Thì đầu tiên là cái vấn đề xây ở cái cạnh. Thì các bạn nhìn cái cách mình xây cái cạnh của cục Rubik 20k nè. Phải nói là cái này là hơn đi tập gym nữa đó. Ngồi xây xong là tự động cái tay nó lên cơ là khỏi cần đi tập gym hay là đi đâu vậy. Rồi nhìn qua cái cục Rubik này nè. Đó ý là cái cạnh mình chưa đẩy vô vuông góc mà nó vẫn xây được luôn nha. Không, nó không phải là cái lý do để đẩy cái giá của cục Rubik này lên tận 600.000 mà là nó nằm ở chỗ này nè. Nó có đèn nha các bạn. Phải gọi là oh my god rồi đó. Cục 600.000 mà có đèn là có nghĩa nó có thể kết nối được với điện thoại luôn nha. Ôi chua chua mọa ơi luôn đó. Thì tổng quan là trong cái app trong cái điện thoại này mình kết nối đi mình tập chơi nè, rồi mình leo ganh đâu. Thì ví dụ đó như cái đấu ganh á là bạn nó có cục này nè. Và bạn cũng có cái cục này mà thằng bạn á thì nó ở Hà Nội. Còn bạn á thì ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai đứa mà muốn thi đấu Rubik với nhau thì vô cái app này là giải là thi đấu thôi. Công nhận công nghệ bây giờ rất là tiên tiến luôn đó. Đây để bây giờ mình làm vài đường cơ bản cho các bạn coi nè. Xây như thế nào trên điện thoại nó xây chen luôn nha, không khác một ly luôn. Ok bây giờ mình sẽ thể hiện kỹ năng nha. Đầu tiên là mình sẽ
6 cubit lên trước theo các bước có sẵn. Ok, 3, 2, 1 lõm. Ok, cái sớm này là mình giải cubit nhanh nhất rồi, không có đứa nào mà giải nhanh hơn mình đâu các bạn ơi. Đây gọi là không đối thủ luôn nha. Đây có 35 giây giải xong nè, quá dễ với anh em luôn. Ủa nhưng mà 35 giây là thấy lâu lâu rồi đó nha. Ok, tình hình là ngồi ngoài anh em mình đội vô giải để mình cho nó vô coi nó được nhanh hơn mình nha. Nói thiệt luôn là chú em không có tuổi luôn đó, để coi trình độ như thế nào đây. Ok, trước hết là cho chú em là làm quen với cubit trước nha. Xây xây đồ cũng có xây nhanh lại anh đâu mà xây. Ok, 1, 2, 3 bắt đầu giải. Rồi 15 giây mang nhục luôn rồi các bạn ơi. Rồi nói chung là chiến này hết cứu nha các bạn. Ok, tổng quan là cubit này chơi khá là im đó, mà các bạn có tiện thì đặt về chơi thôi. Ok, nhớ bấm đăng ký để tôi sớm nhận được cái nút bạc nha.